Một số người muốn ngăn cản giáo hội can dự vào các vấn đề xã hội. Tất nhiên, đó không phải là mong muốn đúng đắn. Tuy vậy, giáo hội cũng không được tùy tiện can dự. Điều cần thiết là phải xác định được mức độ giáo hội có thể can thiệp vào các vấn đề xã hội. Về vấn đề này, giáo huấn xã hội của giáo hội lưu ý chúng ta 4 điểm quan trọng. Thứ nhất, sứ mạng mà Đức Kitô trao cho giáo hội là một sứ mạng tôn giáo và có mục tiêu tôn giáo. Giáo hội không có trách nhiệm thay thế nhà nước và chính trị. Đức Kitô không để lại cho giáo hội một sứ mạng thuộc phạm vi chính trị, kinh tế hay xã hội. Mục tiêu Chúa trao cho giáo hội là mục tiêu tôn giáo. Vì thế, giáo hội chỉ lên tiếng trong phạm vi chuyên môn của mình, tức là công bố Đức Kitô là đấng cứu chuộc. Thứ hai, giáo hội không đưa ra những giải pháp mang tính chuyên môn đối với những vấn đề xã hội đặc thù. Giáo hội cũng không thiết lập các chính sách, giáo hội không can thiệp vào các vấn đề kỹ thuật, cũng không đề xuất hay thiết lập những hệ thống hoặc những mô hình tổ chức xã hội. Giáo hội không lãnh lấy trách nhiệm về hết mọi khía cạnh của cuộc sống trong xã hội. Thứ ba, giáo hội truyền cảm hứng cho những chính sách giữ đúng tinh thần phúc âm. Sứ mạng tôn giáo của giáo hội có thể là nguồn đưa tới những dấn thân, đường hướng và sức sống để giáo hội tìm cách thiết lập và củng cố cộng đồng nhân loại cho đúng với tinh thần luật Chúa. Sở trường chuyên môn của giáo hội bắt nguồn từ tin mừng, từ thông điệp làm cho con người được tự do, đã từng được con Thiên Chúa làm người công bố và làm chứng. Thực tế, dựa vào tin mừng trong các thông điệp xã hội, các đức giáo hoàng đã khai triển những luận đề trung tâm như tiền lương, tài sản và công đoàn, những đề tài được cho là sẽ giúp xây dựng một xã hội liêm chính. Thứ tư, vẫn có những dấn thân cụ thể và thực tế của các thành viên hội thánh trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tuy hàng giáo sĩ và các tu sĩ không can thiệp trực tiếp vào chính trị. Thành phần duy nhất trong giáo hội nên can thiệp trực tiếp vào chính trị chính là những giáo dân đã dấn thân vào lĩnh vực đó. Và bên cạnh đó, nhiều Kitô hữu đã đưa suy tư và cam kết tôn giáo của họ vào thực hành nơi các công đoàn, hội nhóm và đoàn thể, vận động cho những lý tưởng xã hội cụ thể, ví dụ trợ giúp người tị nạn hay bảo vệ người lao động. Để gợi ý cho các nhóm học Ducat suy tư và thảo luận, chúng tôi đề nghị hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, trong thực tế, giáo hội Công giáo Việt Nam có can dự vào các vấn đề xã hội không? Và nếu có, thì là với mức độ nào? Câu hỏi thứ hai, bản thân bạn với tư cách là Kitô hữu đã dấn thân như thế nào trong các vấn đề xã hội?